Lá cây mật gấu, dược liệu quý chữa trăm thứ bệnh không phải ai cũng biết. Cây mật gấu là loại thảo dược có tác dụng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư, kiểm soát đường huyết, trị bệnh sốt rét, ho và tăng cường khả năng sinh sản. Cây mật gấu là thảo mộc được gọi với nhiều tên như hoàng liên, ô rô, mã hồ, hoàng chấp thảo, có mật gấu, khê hoàng thảo, hùng đờm thảo, sơn hùng đảm, nhị dối vằn, đằng nha chọc, phong huyết thảo. Ở Việt Nam, cây mật gấu mọc hoang được tìm thấy ở một số tỉnh vùng núi cao như Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Cạn, Lâm Đồng. Toàn thân cây mật gấu đều dùng làm thuốc nhưng chủ yếu là dùng lá. Lá mật gấu màu xanh đậm, hình bầu dục, mép lá có khía. Người ta thường dùng lá để nấu nước uống, hỗ trợ trị đau nhức và hạ đường trong máu. Một số công dụng chữa bệnh của cây mật gấu. 1. Kiểm soát đường huyết. Trong lá mật gấu chứa nhiều hoạt chất đắng, hỗn hợp của các hoạt chất sinh học gồm vitamin A, C, E, B1, B2, glucosin, saponin, alkaloid và tannin. Hoạt chất đắng trong cây rất tốt cho những người bị đái tháo đường do chúng kiểm soát tốt đường huyết trong cơ thể người bệnh. 2. Chống ung thư. Theo một số nghiên cứu trên động vật thí nghiệm thì trong cây mật gấu chứa các chất radoxanthin A và anthocyanin A có tác dụng ức chế nhất định đối với sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tử cung. Trong lá cây mật gấu còn có alkaloid, cũng là một hoạt chất chống ung thư mạnh. 3. Chống sốt rét. Chất đắng trong lá mật gấu còn có thể thay thế cho quinin, giúp nhuận trường và chữa táo bón. Lá mật gấu cũng giúp hạ sốt và điều trị cảm lạnh tích cực nhờ các hợp chất xanthonia, acid phenolic trong lá. Chỉ cần nhai một lá trước khi đi ngủ vào ban đêm và sáng sớm sẽ thấy giảm các triệu chứng ho. 4. Tăng cường khả năng sinh sản. Cây mật gấu giúp duy trì sức sống tình dục. Uống nước lá đắng giúp kích thích khả năng sinh sản ở phụ nữ khó sinh. Các lá có chứa nhiều caroten giúp cân bằng quá trình tổng hợp các hormone sinh dục nữ và duy trì nồng độ estrogen, do đó giúp phụ nữ khỏe mạnh và kéo dài tuổi xuân. 5. Một số công dụng chữa bệnh khác. Ngoài ra, lá mật gấu còn có những công dụng tuyệt vời như chống buồn nôn và tăng cường cảm giác ngon miệng, hỗ trợ điều trị viêm gan siêu vi B và C, tẩy độc cho cơ thể, bảo vệ gan thận, hạ cholesterol xấu.